Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Hôm nay thì mình có mặt ở thị trấn Tân Phú thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để quay một cái căn nhà giá mềm thôi. Nhưng mà là nằm ở ngay khu trung tâm luôn. Đây trước mặt mọi người là quốc lộ 20, cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng hơn 130 cây số. Cách Đà Lạt thì ở đó là khoảng 190 cây số ha. Đây. Thì bây giờ mình sẽ từ đầu đường quốc lộ 20. Đối diện là chùa Bủ Long. Đây. Chùa Bủ Long nè. Đối diện chùa Bủ Long thì có một cái ngã ba. Hướng đó hướng Hồ Chí Minh nha. Đó hướng này đi sàn đỏ đó là đi về khu lịch Sú Mơ. Còn đây, đây là cái ngã ba này. Ngã ba này đối diện với chùa Bủ Long thì có ngã ba này. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vào xem đất nha. Anh chị cô chú mình cố gắng xem video này nha. Rồi bây giờ là đây. Mình đang đầu ngã ba đây, bây giờ mình sẽ dẫn anh chị vào xem nhà mình. Đây thì ở ngoài đây thì chợ búa dân cư thì rất là tấp nập rồi, không khác gì thành phố rồi. Đấy, mọi người thấy không? Không khác gì thành phố, đường xá này. Đây đây, ở thị trấn nha. Thị trấn Tân Phú. Đường này thì mặt mọi người là đường thì xe hơi tránh nhà thoải mái rồi. Từ đầu đường quốc lộ 20 mà đi vào đất mình thì nó bao xa anh nhỉ? Chưa tới 500m. Chưa tới 500m. Hai bên dân cư. Clip này thì là mình quay cho chính chủ nha anh chị. Mình để số điện thoại của chủ nhà lên cho anh chị mình liên hệ mua trực tiếp luôn, để có thể là mình thương lượng giá tốt nhất vì không phải qua môi giới. Thì bình thường là mình quay nhà trước rồi mình mới quay ra đường sau. Nhưng mà hôm nay thì đây mình sẽ quay từ đầu đường luôn, tức là đầu đường quốc lộ 20 đối diện chùa Bủ Long. Anh chị mình nếu mà có sử dụng bản đồ Google Map á, mình gõ chùa Bủ Long Tân Phú là nó sẽ ra cái chùa này. Thì từ đối diện mình đi hẳn vô. Mình đang dẫn mọi người đi ra. Tới tới đây vậy nhà cửa vẫn còn nhiều ha. Nói chung là nhà này được khoảng 300m thôi. Từ quốc lộ 20 vô đây khoảng 300m. Tức là chưa tới 500m. Rất là gần. Đây là tới nhà rồi. Tới rồi. Tức là vẫn nằm trên trục đường này. Mặt tiền này luôn. Tức là mặt tiền đường này nha anh chị. Mình đã có mặt ở đất mình ở đây. Đúng là từ quốc lộ 20 đi vào đây đúng là chỉ có 200m thôi. Là 300m thôi. Hướng này thẳng nữa đi đâu vậy anh? Cũng đi Sú Mơ luôn. Sú Mơ và dân cư ở San Sát á. Đi vô khu là Sú Mơ. Vô đó thì dân cư rất San Sát ha. Sú Mơ thì từ đây Sú Mơ có 2 cây số thôi. Thêm 2 cây số nữa. Đây. Bên hông mình là dịch vụ cầm đồ Tiên Tiến Đạt. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người tham quan ha. Cái nhà này là mặt tiền là bao nhiêu mét anh? 5 mét không? 124 mét vuông. 5 mét vậy là dài cỡ 20 mấy mét. Thì chắc là chỗ này chắc là 100% thổ cư rồi hả? Tức là đất mình thì chưa lên thổ cư, nhưng mà chỗ này thì lên thổ cư thoải mái nha anh chị. Ở đây phủ hông. Ở đây mà mình test sổ là mọi người biết à. Rồi đây. Có chứ. Xem sơ sơ đi chứ anh. Rồi đây 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 là cái sân sân nhà mình đây. Thì cái sân này thì phải đậu được chắc cũng phải được vài chiếc xe hơi đấy, nhưng mà trong đấy chủ đang tận dụng để trồng trồng kiển, trồng rau bậy bạ. Rồi đây. Ở đây thì có mái hiên nè. Đây nhà thì nói chung là còn mới ha. Giờ bây giờ mình sẽ nhờ anh chủ nhà mở cửa ra cho mình tham quan sơ cái nhà này ha. Nhà này mặt tiền đường, tức là từ quốc lộ 20 quẹo vô một đường thôi là tới. Bây giờ mình sẽ vào cho người tham quan sơ với nhà ha. Đây. Nhà này thì thiết kế hình như là không chưa có phòng khách. Cái dạng như là ở ngoài cái mái hiên này là không gian chờ để làm phòng khách sau này nè. Sau này cái này vừa làm phòng khách vừa làm thêm cái... một cái phòng nữa. Coi là sân đỗ xe hơi luôn. Làm thêm cái phòng. Ở đây phòng khách và chỗ cổng nó chạy xe hơi vô. Dạ rồi. Thì hiện tại chưa phòng khách ha, mới bước vô cái là vô phòng ngủ luôn rồi. Đây, phòng là phòng ngủ ha. Cũng còn rất là mới, vẫn còn sạch sẽ tươm tất, trần mà trần la phong này đủ hết ha. Đây, đó phòng họp nữa nè. Rồi vô cái nữa là tới phòng bếp luôn, bếp thì rộng ha. Để một bàn, bộ bàn ghế đá, một bàn ghế ăn đây nữa là ok luôn. Với lại tủ bếp mình gắn thêm vô ha. Rồi vô đây phòng vệ sinh thì chia ra hai không gian riêng biệt. Đó, bên là vệ sinh, bên là tắm rửa. Đó, có một cái chỗ rửa chén. Rồi nói chung là đơn giản thôi nè, cho nên là cũng không có gì đặc biệt đâu.
nhưng mà được cái còn mới, anh chị mình về mình xây dựng thêm, sửa sang thêm ha. Đất bên này hướng nó là hướng đông bắc nha mọi người, mặt tiền hướng đông bắc. Phía đối diện mình đây là một cái dự án khu dân cư nè, dự án khu dân cư đang hình thành. Ở đây thì mọi người biết rồi, ở đây mình phải kết hợp giữa ở dành cho vợ chồng trẻ ha, ở ok, và có thể là mình kết hợp kinh doanh nữa ha, tại vì đây là mặt tiền đường mà. Ở đây thì đó có những cái cơ sở người ta kinh doanh nè, cầm đồ rồi karaoke rồi lẩu quán ăn đầy đủ hết. Ở từ đây chẳng ra đúng 300m là tới quốc lộ 20, còn này đây vô khu du lịch Suối Mơ. Thì do là trên cung đường đi du lịch cho nên là thường là ngày cuối tuần á là khách xe du lịch nó sẽ đi vô đây rất là nhiều. Thì đây mình phải tận dụng mình kinh doanh, tức là cái hợp vừa ở kinh doanh ha. Thì cái giá thì mình cũng báo luôn ha, chủ hiện tại là chủ đang kêu là giá là 1.250 tỷ đó, tức là chỉ là một hơn 1.2 tỷ là mình có đất ở thị trấn rồi và mặt tiền đường kinh doanh ok đó. Và cái giá này thì cũng chắc cũng còn thương lượng đấy. Xã Trà Cổ anh, thuộc xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, giáp ranh với lại thị trấn luôn. Thì giờ ở trấn là mọi người thấy là cách 300m là thị trấn rồi, cho nên là có mấy bước chân thôi. Mấy bước chân thôi, tức là tới thị trấn rồi, chung mà nó sát ranh như thị trấn luôn đó. Đứng du lịch chung là kinh doanh ok đó. Thì 1.250 tỷ này thì có chung là bao giấy tờ và có thể có thương lượng cho người hiện trí ha. Anh chị mình nếu quan tâm thì xuống xem. Thì bây giờ là mình đã quay từ đường vô rồi cho nên là mình cũng quay thêm gì giùm nữa. Mình lát nữa mình sẽ về nhà mình quay sổ nè, rồi cái vị trí trên Google Map cho anh chị cô chú mình dễ dàng hình dung từ đường Thành phố Hồ Chí Minh tới đây bao xa ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho anh chị cô chú mình xem cái sổ hồng của cái miếng đất này. Đây số tờ số thửa, địa chỉ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh với lại thị trấn Tân Phú ha. Tại vì nó cách quốc lộ 20 chỉ có vài trăm mét diện tích là 124m2. Hiện tại là chưa có thổ cư, nhưng mà chỗ này là trên quy hoạch thì nó phủ hồng lên thổ cư thoải mái. Thì đất mặt tiền đường đó thì không có lý do gì mà không phủ hồng hết. Đây, đất mình đây ha. Chiều ngang của nó là được hơn 5m cho mọi người, tính ra được khoảng 5m7 đó. Dài xuống là khoảng 24m, vuông vắng luôn, trung thành giá đất khỏi nói rồi. Mặt tiền đường nhựa lớn. Cái đường này thì nói chung là cũng đã mở rộng rồi ha. Anh chị của chúng mình nếu mà để ý á, thì cái đường trước đất mình á là nó rộng hơn rất là nhiều so với cái lúc mà từ quốc lộ 20 tới đầu đường quốc lộ 20 mới vô á, nó nhỏ lắm. Nó chỉ đủ 2 xe hơi tránh nhà thoải mái thôi. Nhưng mà đi vô tới đây á thì là 2 xe công tránh nhà được luôn, nó rất là to. Và tương lai là chuẩn bị làm thêm một cái vỉa hè nữa. Là ok rồi. Còn bây giờ thì mình cho anh chị mình xem thêm cái vị trí của cái miếng đất trên bản đồ vệ tinh để mọi người dễ dàng hình dung ha. Đây, thì cái đường trước đất mình á, nó có tên nha mọi người. Đó là đường Trương Công Định. Nếu mà anh chị mình sử dụng Google Maps mình gõ trường đường Trương Công Định Tân Phú Đồng Nai nó cũng sẽ ra nha. Đây, đất mình nằm vị trí này. Đó. Mọi người thấy dọc hai bên đường này dân cư rồi. Đường thông tứ hướng ha. Đó. Thông vô khu du lịch. Rồi, đây. Nó nằm giáp ranh với lại thị trấn nè, mọi người thấy không? Nó chỉ có cách vài căn nhà là tới thị trấn rồi. Đây, đây là nguyên thị trấn Tân Phú nè. Thì mình có đứng đầu đường nè. Đây, chùa Bửu Long mọi người thấy không? Chùa Bửu Long nè. Đó. Thì tức là đối diện cái đường vô chùa Bửu Long là cái đường Trương Công Định. Thì đường Trương Định đi vào khoảng tầm hơn 300m là đã tới nhà mình rồi. Ở vị trí rất là đẹp ha, mọi người thấy là trung tâm của thị trấn Tân Phú nè. Rất là sầm uất. Trên trục đường quốc lộ 20. Dân cư sang rất là sung luôn á. Nè, nguyên đoạn đường dài nè, dân cư mọi người thấy không? Nhìn hả, dân mặt độ dân cư nè. Rất là đông, chạy dài ha, hàng chục cây số luôn, lên tới chợ Phương Lâm luôn nè. Rất là đông. Vị trí này rất là đẹp, nói chung mặt tiền đường mà mọi người thấy không? Thật sự là một cái nhà mặt tiền đường mà cái giá mà 1,25 tỷ thì mình thấy là cái giá này rất là ok rồi đó. Ở đây thì mình nói rồi, cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng đâu đó là 130 cây số. 130 cây số và cách
Đà Lạt thì khoảng gần 200 cây số, khoảng 190 cây, 180 cây gì đấy. Vị trí chung là đẹp, nói chung là dành cho cái này mà nếu mà dành cho vợ chồng trẻ mà mua ở thì rất là ok. Mình vừa ở mình vừa kinh doanh thì khỏi nói rồi. Còn không mình mua để dành đầu tư cũng được, tại vì là nó cái vị trí nó đẹp, mặt tiền đường. Đó. Mua để dành sau này ha, mật độ dân cư nó còn đông hơn nữa thì nó lại càng giá trị hơn. Đó. Rồi thì nói chung là mình cũng đã nói sơ sơ qua về cái vị trí rồi ha. Thì cái giá thì mình cũng đã báo rồi, tức là 1 tỷ 25. Đó, chỉ hơn 1 tỷ thôi. Thì cái giá này thì mình nghĩ là cũng có thể còn thương lượng được nữa. À, tại vì nó không qua trung gian, cho nên anh chị mình quan tâm thì cứ trực tiếp gọi điện cho anh chủ nhà. À, anh thì cũng ở gần đấy thôi. Nói chung là anh chủ nhà thì hiện tại là anh ở gần chợ Phương Lâm đấy, cho nên là anh chị mình cứ lúc bất cứ lúc nào cũng có thể mình lên xem, mình gặp chủ, mình làm việc trực tiếp ha. Giấy tờ thì ok, rõ ràng hết rồi. Mua là công chứng thôi. Đó. Rồi thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Mọi bất kỳ thắc mắc nào anh chị mình vui lòng liên hệ với chủ nhà. Đó. Còn nếu như ai có nhu cầu mà muốn quay clip bán đất, bán nhà, vườn hay gì đó thì có thể alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243. Mình xin nhắc lại là 0933 230243, để điện thoại cho mình để mình đi quay clip nếu có nhu cầu. Rồi mình xin chào mọi người ha.